là Trần Thị Hồng Thúy, giáo viên trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng. Cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành với các em trong giờ học ngày hôm nay. Trước khi đi tìm hiểu nội dung bài mới, cô có một trò chơi nho nhỏ. Các em đã sẵn sàng đến với trò chơi này chưa? Cô có 4 hình ảnh và 4 địa danh. Các em hãy nối các hình ảnh đó với các địa danh phù hợp. Có 30 giây suy nghĩ cho các em. Các em đã có câu trả lời của mình rồi đúng không nào? Hãy đối chiếu với kết quả của cô nhé. Với hình ảnh thứ nhất là cây cầu vàng nổi tiếng ở Đà Nẵng. Hình ảnh thứ hai là những rạn san hô nhiều màu sắc tuyệt đẹp ở vùng biển Nha Trang. Hình ảnh thứ ba là cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất nước ta đang xây dựng ở Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Hình ảnh thứ tư là nghề câu cá ngừ đại dương khá đặc trưng ở nhiều tỉnh Nam Trung Bộ mà Phú Yên được coi là cái nôi của nghề câu cá ngừ đại dương ở Việt Nam. Như vậy, với 4 hình ảnh trên đều hướng tới thế mạnh nổi bật của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, đó là phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch biển, phát triển giao thông vận tải biển và ngư nghiệp. Đây là nội dung mà các em sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Mời các em đến với bài 36, vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ. Mục tiêu của bài học này bao gồm: qua bài học, các em sẽ trình bày được: thứ nhất, đặc điểm, vị trí, phạm vi và diện tích của vùng. Thứ hai, phân tích được các vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển của vùng. Thứ ba, trình bày được tiềm năng, hiện trạng phát triển công nghiệp của vùng. Và thứ tư, trình bày được vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, hiện trạng, giải pháp và ý nghĩa. Bên cạnh đó, các em cũng được rèn các kỹ năng về khai thác atlas địa lý cũng như khai thác bảng số liệu và biểu đồ. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nội dung đầu tiên của bài. Một la mã khái quát chung, một nhỏ phạm vi diện tích và dân số. Duyên hải Nam Trung Bộ bao gồm 8 tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong đó có thành phố Đà Nẵng là thành phố tương đương cấp tỉnh. Vùng có 2 huyện đảo xa bờ là huyện đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Vùng có diện tích là 44,4 nghìn km2, chiếm 13,4% diện tích cả nước, và dân số năm 2019 là 9,4 triệu người, chiếm 9,8% dân số cả nước. Qua tương quan tỷ lệ về diện tích và dân số, các em thấy rằng vùng có mật độ dân số vào loại trung bình của cả nước. 2. Về vị trí địa lý của vùng. Các em quan sát bản đồ, chúng ta thấy rằng vị trí địa lý và hình dạng lãnh thổ của duyên hải Nam Trung Bộ khá tương đồng với vùng Bắc Trung Bộ. Đây là vùng lãnh thổ hẹp ngang theo chiều Đông Tây, kéo dài theo chiều Bắc Nam, và tất cả các tỉnh đều giáp biển ở phía Đông. Phía Bắc, vùng giáp Bắc Trung Bộ, phía Tây, giáp Lào và Tây Nguyên, Tây Nam, giáp Đông Nam Bộ. Đồng thời, vùng có 4 tỉnh thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đó là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Vùng còn nằm trên trục giao thông huyết mạch theo chiều Bắc Nam của nước ta, đó là quốc lộ 1 và đường sắt Thống Nhất, lại nằm gần các tuyến đường biển quốc tế trong Biển Đông, là một đầu của hành lang kinh tế Đông Tây. Với vị trí này, vùng như cầu nối giữa phần lãnh thổ phía Bắc và phía Nam, cửa ngõ ra biển của Lào và Tây Nguyên. Rất thuận lợi để vùng giao lưu, phát triển kinh tế mỏ và phát triển kinh tế biển. Hai là mã, các vấn đề kinh tế xã hội nổi bật của vùng. Duyên hải Nam Trung Bộ có 3 vấn đề nổi bật. Thứ nhất là phát triển tổng hợp kinh tế biển. Thứ hai, phát triển công nghiệp. Và thứ ba là phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải. Các em cùng đi tìm hiểu vấn đề đầu tiên. Một nhỏ, vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển. Vậy cơ sở quan trọng nhất để duyên hải Nam Trung Bộ tiến hành phát triển tổng hợp kinh tế biển là gì? Phát triển tổng hợp kinh tế biển là cùng lúc
phát triển nhiều ngành kinh tế biển mà sự phát triển của ngành này không làm tổn hại đến sự phát triển của các ngành khác. Cơ sở quan trọng nhất để vùng tiến hành phát triển tổng hợp kinh tế biển đó chính là vùng có tài nguyên biển hết sức phong phú. Dựa trên cơ sở đó, vùng đã phát triển cùng lúc nhiều ngành kinh tế biển như nghề cá, du lịch biển, giao thông vận tải biển và khai thác khoáng sản biển. Đối với nghề cá, vùng có nhiều thế mạnh để phát triển. Tất cả các tỉnh trong vùng đều giáp biển, có nhiều bãi tôm cá lớn. Nguồn lợi hải sản phong phú là điều kiện phát triển ngành đánh bắt hải sản. Đặc biệt, vùng có hai ngư trường trọng điểm là ngư trường Cực Nam Trung Bộ và ngư trường Hoàng Sa Trường Sa. Vùng biển có nhiều loài cá quý như cá thu, cá ngừ, nhiều loài tôm mực. Bờ biển dài có nhiều vũng vịnh, đầm phá, thuận lợi để nuôi thủy sản mặn lợ. Bên cạnh đó, người dân có nhiều kinh nghiệm, cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành cũng ngày càng được tăng cường. Nhu cầu của thị trường ngày càng lớn, đó là điều kiện thuận lợi để nghề cá của vùng phát triển mạnh. Về tình hình phát triển, kem hài ý sử dụng Atlas Địa lý Việt Nam, trang bản đồ thủy sản, cùng với biểu đồ mà cô đã cho ở trên màn hình. Kết hợp với nội dung trong sách giáo khoa, các em hãy nhận xét về tình hình phát triển nghề cá ở Duyên Hải Nam Trung Bộ theo các tiêu chí sau. Về sản lượng thủy sản, về cơ cấu ngành và phân bố cũng như tình hình chế biến. Các em hãy gạch chân nhanh trong sách giáo khoa và có một phút để chuẩn bị cho câu trả lời. Các em đã có câu trả lời của mình rồi đúng không nào? Và bây giờ cùng hướng lên màn hình và cô trò chúng ta sẽ cùng hoàn thiện các nội dung trả lời này. Trước hết, dựa vào biểu đồ sản lượng thủy sản của Duyên Hải Nam Trung Bộ giai đoạn 1995-2017. Các em thấy rằng tổng sản lượng thủy sản của vùng qua các năm tăng liên tục và tăng mạnh. Đến 2017, là 1.077.000 tấn, tăng gấp 3,2 lần năm 1995. Với sản lượng này, vùng đứng thứ hai cả nước chỉ sau đồng bằng sông Cửu Long. Sản lượng thủy sản khai thác cũng tăng mạnh, chủ yếu là khai thác biển. Trong đó, nghề câu cá ngừ đại dương rất nổi tiếng, tạo nên sản phẩm xuất khẩu chủ lực của vùng, chủ yếu là xuất khẩu sang Nhật Bản. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tuy ít nhưng cũng tăng liên tục. Nghề nuôi tôm hùm, tôm sú phát triển ở nhiều tỉnh, đặc biệt là ở Phú Yên, Khánh Hòa. Đây cũng là một trong những vùng có sản lượng tôm nuôi lớn nhất nước ta. Về cơ cấu ngành, kem sẽ so sánh giữa sản lượng khai thác và nuôi trồng. Kem thấy sản lượng thủy sản khai thác lớn hơn nhiều so với sản lượng thủy sản nuôi trồng. Điều này cho thấy rằng cơ cấu ngành nghiêng hẳn về khai thác. Năm 2017 thì sản lượng thủy sản khai thác chiếm tới 92,1% tổng sản lượng. Về phân bố, các em quan sát vào bản đồ, các em sẽ thấy ngành thủy sản phát triển ở tất cả các tỉnh trong vùng, đặc biệt là Bình Thuận, Bình Định, Quảng Ngãi là ba tỉnh có sản lượng thủy sản lớn hàng đầu cả nước. Chế biến thủy sản của vùng cũng rất đa dạng phong phú với nhiều sản phẩm nổi tiếng trong nước và thế giới, ví dụ như nước mắm Phan Thiết, Nha Trang. Qua đó, các em có thể kết luận, ngành thủy sản của vùng phát triển mạnh. Sự phát triển của ngành thủy sản đã mang lại ý nghĩa to lớn cho vùng. Trong điều kiện tiềm năng phát triển nông nghiệp của vùng hạn chế, thì sự phát triển thủy sản đã giúp giải quyết tốt vấn đề thực phẩm cho vùng, đồng thời còn tạo nhiều sản phẩm hàng hóa nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngành. Tuy nhiên, ngành thủy sản của vùng cũng đang đối mặt với một số khó khăn, mà nổi bật đó là tình trạng nguồn lợi hải sản suy giảm do việc khai thác quá mức và môi trường biển ô nhiễm. Vì thế, giải pháp cấp bách hiện nay đó là
khai thác hợp lý đi đôi với bảo vệ nguồn lợi, đặc biệt là đẩy mạnh đánh bắt xa bờ. Việc đẩy mạnh đánh bắt xa bờ không những giúp bảo vệ nguồn lợi ven bờ có nguy cơ cạn kiệt, còn giúp khai thác hiệu quả nguồn lợi xa bờ còn nhiều tiềm năng, đồng thời giúp khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta. Bên cạnh đó, vùng cũng đẩy mạnh chế biến và xuất khẩu thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành. Thế mạnh kinh tế biển thứ hai là du lịch biển. Có thể nói, thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho duyên hải Nam Trung Bộ nhiều lợi thế để phát triển du lịch biển đảo hơn hẳn so với các vùng khác. Tất cả các tỉnh trong vùng đều giáp biển. Đường bờ biển dài tạo nên nhiều bãi tắm đẹp nhất nước, nhiều vịnh biển, nhiều đảo ven bờ có giá trị du lịch. Điển hình như bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, hay bãi biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Bình Định, bãi biển Nha Trang, Khánh Hòa. Nhiều đảo ven bờ rất đẹp như bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, đảo Điệp Sơn, Khánh Hòa, đảo San Hô, Ninh Thuận. Và những vịnh biển đẹp như vịnh Vân Phong, Nha Trang là một trong những thắng cảnh đẹp nhất châu Á. Dựa trên những lợi thế đó, vùng đã phát triển đa dạng các loại hình du lịch biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng thể thao khác nhau. Ngoài hình thức tắm biển rất phổ biến, thì ở vùng còn có loại hình như đi mô tô nước, trò chơi kéo dù trên biển, hay lướt ván trên biển, lặn ngầm dưới biển tham quan các rạn san hô. Vùng đã hình thành hai trung tâm du lịch biển lớn, nổi bật là Nha Trang, là trung tâm du lịch biển nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đà Nẵng cũng là một trung tâm du lịch quan trọng của vùng. Sự phát triển mạnh mẽ của du lịch biển đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của vùng, giúp giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, ngành cũng đang đối mặt với những khó khăn thách thức. Đó là tình trạng các bãi tắm bị quá tải trong mùa hè hay các bãi biển bị ô nhiễm do nước thải, rác thải. Đây là những vấn đề mà vùng cần phải giải quyết để hướng tới sự phát triển du lịch bền vững. Thế mạnh thứ ba trong kinh tế biển của vùng đó là giao thông vận tải biển. Vùng có nhiều thế mạnh để phát triển giao thông vận tải biển. Với tất cả các tỉnh trong vùng đều giáp biển, đường bờ biển dài bị cắt xẻ mạnh, tạo nhiều vũng vịnh sâu, kín gió, thuận lợi để xây dựng các hải cảng, nhất là những cảng nước sâu. Vùng lại nằm gần tuyến đường hàng hải quốc tế trong Biển Đông, là cửa ngõ ra biển của Lào và Tây Nguyên, nên các dịch vụ hàng hải có điều kiện phát triển mạnh. Về thực trạng phát triển, trong vùng có nhiều cảng tổng hợp lớn do Trung ương quản lý như cảng Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, đang xây dựng cảng nước sâu Dung Quất, Quảng Ngãi, và Vịnh Vân Phong sẽ hình thành cảng trung chuyển quốc tế lớn trong khu vực. Thế mạnh thứ tư trong kinh tế biển là khai thác khoáng sản biển và sản xuất muối. Về tiềm năng phát triển, vùng có tiềm năng dầu khí ở thềm lục địa, phía đông quần đảo Phú Quý. Đường bờ biển dài, tiếp giáp vùng biển sâu, lại chỉ có một số sông nhỏ đổ ra biển. Nhiều nắng, nhiều gió, ít mưa nên độ muối của biển cao và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nghề làm muối. Về thực trạng phát triển, vùng đã tiến hành khai thác dầu khí ở thềm lục địa, phía đông quần đảo Phú Quý. Nghề muối cũng phát triển ở nhiều tỉnh và có nhiều ruộng muối lớn nhất nước ta như ruộng muối Sa Huỳnh, Cà Ná. Trên màn hình là hai ruộng muối lớn nhất của cả nước, đó là ruộng muối Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi và Cà Ná ở Ninh Thuận, cũng là hai địa điểm hấp dẫn khách du lịch. Nhà máy lọc dầu Dung Quất Quảng Ngãi với công suất 6,5 triệu tấn trên năm, hiện nay đã đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu của cả nước.
Vấn đề nổi bật thứ hai của vùng đó là phát triển công nghiệp. Về tiềm năng phát triển, vùng có khá nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp. Có dầu khí ở thềm lục địa, đặc biệt có oxit titan, cát trắng ở các bãi cát ven biển, nhất là ở Khánh Hòa, thuận lợi cho sản xuất pha lê, thủy tinh, v.v. Thủy năng trên hệ thống sông Đà Răng, sông Côn tuy không lớn nhưng cũng là điều kiện để vùng xây dựng các nhà máy thủy điện quy mô vừa và nhỏ. Nguồn nguyên liệu thủy sản, nông sản, lâm sản khá phong phú để phát triển các ngành công nghiệp chế biến. Đặc biệt, những năm gần đây, vùng đang thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài và có một bộ phận lãnh thổ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Việc hình thành các khu kinh tế mở Chu Lai, Dung Quất đã tạo động lực quan trọng để công nghiệp của vùng phát triển. Tuy nhiên, công nghiệp của vùng cũng gặp không ít những khó khăn thách thức, mà nổi bật là sự hạn chế về cơ sở năng lượng, nhất là điện. Bên cạnh đó, mạng lưới giao thông cũng thường xuyên bị đe dọa hủy hoại do thiên tai. Về thực trạng phát triển công nghiệp, các em có thể quan sát bản đồ công nghiệp chung trong Atlas địa lý. Các em hãy nhìn vào màu nền của các tỉnh, thì các em thấy rằng tỷ trọng sản lượng công nghiệp của các tỉnh trong vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ so với cả nước ở mức thấp. Qua đó, các em có thể thấy rằng công nghiệp của vùng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp cả nước. Tuy nhiên, vùng đã hình thành một chuỗi các trung tâm công nghiệp ở ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang có quy mô vừa và Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phan Thiết quy mô nhỏ. Cơ cấu ngành chủ yếu là công nghiệp cơ khí, chế biến nông lâm thủy sản và sản xuất hàng tiêu dùng. Do những hạn chế về cơ sở năng lượng, điện, cho nên vùng ưu tiên phát triển công nghiệp điện. Cơ sở năng lượng của vùng được giải quyết qua các hướng như sau. Chủ yếu sử dụng điện lưới quốc gia qua đường dây cao áp 500 kV. Xây dựng các nhà máy thủy điện trong vùng như nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn ở Bình Định, thủy điện Sông Hinh, Phú Yên, thủy điện Hàm Thuận Đa My lấy nguồn nước từ Tây Nguyên và dự án thủy điện A Vương ở Quảng Nam. Trong vùng cũng có dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử. Tuy nhiên, dự án này đang tạm dừng. Và để thay thế thì các dự án điện từ gió và năng lượng mặt trời phát triển mạnh ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Đến năm 2019, vùng có tới 38 nhà máy sản xuất điện từ gió và năng lượng mặt trời với tổng công suất lên tới trên 2.000 MW. Thời gian sắp tới có khả năng đưa công suất lên trên 4.000 MW. Vấn đề nổi bật thứ ba của vùng này là phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải. Tại sao Duyên Hải Nam Trung Bộ cần phải quan tâm tới vấn đề tăng cường cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải? Nguyên nhân đầu tiên là xuất phát từ hiện trạng mạng lưới giao thông của vùng này. Về cơ bản, vùng có quốc lộ 1 và đường sắt thống nhất đi qua tất cả các tỉnh trong vùng và một số tuyến đường ngang như quốc lộ 19, 25, 26, 27. Tuy nhiên, mạng lưới giao thông thường xuyên bị đe dọa hủy hoại do thiên tai. Những khó khăn về giao thông đã gây trở ngại cho phát triển kinh tế của vùng. Vì thế, việc tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sẽ có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của vùng. Trước hết, nó giúp khai thác hiệu quả tài nguyên phát triển kinh tế. Đặc biệt, tạo thế mở cửa hơn nữa cho vùng và cho phân công lao động mới. Vậy cần phải có những giải pháp cụ thể như thế nào để tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của vùng? Các em hãy dựa vào nội dung sách giáo khoa, xác định cho cô những giải pháp cụ thể và ý nghĩa của từng giải pháp đó. Các em đã xác định được các giải pháp rồi đúng không nào? Chúng ta hãy cùng quan sát xem sao. Giải pháp đầu tiên, nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc Nam, giúp tăng khả năng trung chuyển Bắc Nam,
đẩy mạnh giao lưu giữa các tỉnh trong vùng với thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Giải pháp thứ hai là phát triển các tuyến đường ngang giúp nối Tây Nguyên với các cảng nước sâu, từ đó giúp mở rộng hậu phương cảng và nâng cao vị thế của vùng trong quan hệ với Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. Giải pháp thứ ba là khôi phục hiện đại hóa các sân bay trong vùng, nhờ đó giúp tăng cường thu hút khách du lịch. Như vậy, cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong các nội dung kiến thức cơ bản của bài hôm nay. Sau đây, mời các em sẽ đến với một số câu hỏi củng cố kiến thức của bài học. Câu hỏi thứ nhất. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lý của vùng duyên hải Nam Trung Bộ? Các em đọc kỹ 4 phương án trả lời. Các em sẽ thấy. Với phương án A, cửa ngõ ra biển của Hạ Lào và Tây Nguyên. Phương án B, cầu nối giữa phần lãnh thổ phía Bắc và phía Nam. Phương án C, vị trí thuận lợi để vùng phát triển nền kinh tế mỏ. Cả 3 phương án này đều đúng với vị trí địa lý của vùng. Tuy nhiên, chú ý câu hỏi này là câu phủ định. Chúng ta hãy xem tiếp phương án thứ tư. Phương án D, dễ dàng giao thương bằng cả đường bộ và đường sông. Các em lưu ý rằng, duyên hải Nam Trung Bộ có thể dễ dàng giao lưu bằng đường bộ, nhưng với đường sông để dễ dàng giao lưu thì không hẳn như thế. Bởi vì mạng lưới sông ngòi của vùng chủ yếu là những sông nhỏ, ngắn, dốc, tạo nên những lưu vực sông độc lập. Vì thế, vị trí dễ dàng giao thương bằng cả đường bộ, đường sông là không đúng với vị trí của vùng. Do đó, đáp án cho câu hỏi này là phương án D. Câu 2. Cơ sở quan trọng nhất để duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng phát triển tổng hợp kinh tế biển là. Các em chú ý một số những cái từ khóa trong câu hỏi, đó là phát triển tổng hợp kinh tế biển, tức là cùng lúc phát triển nhiều ngành kinh tế biển. Chúng ta hãy đọc kỹ các phương án trả lời. Với phương án A, đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh đầm phá. Đây là cơ sở thuận lợi để nuôi thủy sản mặn lợi. Phương án B, giáp vùng biển rộng, tài nguyên biển phong phú. Sự phong phú của tài nguyên biển chính là cơ sở để phát triển tổng hợp kinh tế biển. Chúng ta hãy xem tiếp hai phương án sau xem sao. Phương án C, đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh tạo nhiều địa điểm để xây dựng cảng. Đây là cơ sở để phát triển giao thông vận tải biển. Phương án D, có nhiều bãi tắm đẹp nhất nước, nhiều vịnh đảo ven bờ để thuận lợi cho phát triển du lịch biển. Như vậy, đáp án cho câu trả lời này phải là phương án B, tiếp giáp vùng biển rộng, tài nguyên biển phong phú. Câu 3. Điều kiện nào sau đây thuận lợi nhất cho đánh bắt hải sản ở duyên hải Nam Trung Bộ? A. Nguồn lợi hải sản phong phú, nhiều ngư trường trọng điểm. B. Bờ biển dài, cắt xẻ mạnh, nhiều vịnh biển, cửa sông, đầm phá. C. Thời tiết ổn định, ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Hay D. Ven biển có nhiều vũng vịnh sâu, kín gió để xây dựng cảng cá. Cơ sở đầu tiên để có thể tiến hành đánh bắt hải sản chính là nguồn lợi hải sản phong phú. Vậy trong 4 phương án trên, đáp án đúng cho câu hỏi này phải là phương án A, nguồn lợi hải sản phong phú, nhiều ngư trường trọng điểm. Câu 4. Vấn đề nào sau đây có ý nghĩa cấp bách trong phát triển nghề cá ở duyên hải Nam Trung Bộ? Phương án A, khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phương án B, hạn chế nuôi trồng để bảo vệ môi trường biển. Phương án C, không khai thác ven bờ, chỉ đánh bắt xa bờ. Và phương án D, giảm việc khai thác để duy trì trữ lượng thủy sản. Qua 4 phương án đó, thì các em thấy rằng có ý nghĩa cấp bách trong phát triển nghề cá của duyên hải Nam Trung Bộ chính là A, khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đây chính là giải pháp đầu tiên trong nội dung bài học chúng ta đã tìm hiểu ở trên. Vậy đáp án của câu trả lời này chính là đáp án A. Câu 5.
Việc đẩy mạnh khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa mang lại ý nghĩa nào sau đây về an ninh quốc phòng? A. Bảo vệ nguồn lợi ven bờ có nguy cơ cạn kiệt. B. Khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo. C. Khai thác hiệu quả nguồn lợi hải sản xa bờ. D. Mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Cả bốn phương án này đều đúng cho ý nghĩa của việc đẩy mạnh đánh bắt xa bờ ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, câu hỏi hỏi về ý nghĩa về an ninh quốc phòng thì đáp án sẽ là phương án B, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Câu 6. Điều kiện nào sau đây thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu ở Duyên Hải Nam Trung Bộ? Phương án A. Có nhiều vịnh biển sâu kín gió, ít bồi lắng phù sa. Phương án B. Nhiều vũng vịnh sâu nối liền với các cửa sông lớn. C. Nền kinh tế phát triển, nhu cầu xây dựng cảng lớn. Hay D. Đường bờ biển dài có nhiều cửa sông, đảo ven bờ. Lưu ý rằng đề bài hỏi điều kiện thuận lợi để xây dựng cảng nước sâu. Với vùng biển này, đường bờ biển dài bị cắt xẻ mạnh và chỉ có một số sông nhỏ đổ ra biển, phù sa không nhiều, đã tạo nên nhiều vịnh biển sâu kín gió rất thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu. Do đó, đáp án của câu hỏi này là phương án A. Câu 7. Công nghiệp của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đang khởi sắc do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây? A. Có nguồn lao động dồi dào, giá rẻ. B. Thu hút được các nguồn đầu tư nước ngoài. C. Khai thác tốt nguồn lợi hải sản. Hay D. Khai thác dầu khí được đẩy mạnh. Với bốn phương án này đều có ảnh hưởng tới sự phát triển công nghiệp của Duyên Hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, để tạo nên sự khởi sắc trong công nghiệp của vùng những năm gần đây, thì nguyên nhân quan trọng hơn cả chính là phương án B, vùng đang thu hút được nhiều nguồn đầu tư nước ngoài. Việc thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài đã hình thành nên các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất, các khu kinh tế ven biển đã tạo động lực quan trọng cho sự phát triển công nghiệp của vùng. Như vậy, cô trò chúng ta đã vừa tìm hiểu xong nội dung bài học ngày hôm nay. Để nhớ kiến thức dễ dàng hơn, các em hãy hệ thống hóa lại bài thông qua nhiều cách, ví dụ như sơ đồ tư duy. Và trên màn hình của cô cũng là một trong những sơ đồ tư duy các em có thể xây dựng. Bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Chúc các em có những giờ học thật ý nghĩa. Xin chào và tạm biệt các em.